Lịch thời vụ của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo, vụ lúa đông xuân 2022-2023 sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 dương lịch. Tuy nhiên, hiện nay, lượng nước trên ruộng và các kênh nội đồng còn khá cao, nên bà con nông dân gặp khó khăn trong khâu gia cố bờ bao, bơm tát, cải tạo đất để xuống giống theo đúng lịch thời vụ. Xuống giống trễ không những ảnh hưởng đến năng suất do nhiều rủi ro từ nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn ở cuối vụ, mà còn ảnh hưởng lịch thời vụ của vụ hè thu 2023. Theo kế hoạch, vụ lúa đông xuân 2022-2023, huyện Phước Long xuống giống gần 14.000 ha, tập trung ở các xã Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú, Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Thanh và thị trấn Phước Long. Tuy nhiên đến nay, toàn huyện chỉ mới xuống giống được khoảng 1.000 ha lúa đông xuân sớm, ít hơn khoảng 7.000 ha so với cùng kỳ. Các diện tích đã xuống giống đa phần đều nằm ở những nơi gò cao hoặc trong ô đê bao khép kín, thuận tiện trong bơm tát tập trung. Thì ở đây làm hết trơn luôn là ba cái đài thơm, hết cái khu này chắc cả năm mấy công vậy đó. Còn thời tiết thì cũng thấy cũng tương đối đỡ lắm đó, mà không biết thế nào đây. Mực nước thì cao lắm á. Rồi bơm công chắc cả 50 ngàn tiền dầu rồi đó. Gặp giá phân, giá thuốc nữa quá cao nữa. Cũng khó cái lời lắm. Đối với những diện tích sản xuất ở vùng trũng, nông dân đang đối mặt với nguy cơ trễ vụ do mực nước trên ruộng còn rất cao, chưa thể xuống giống được. Nếu như mọi năm, thời điểm này, gia đình ông Bùi Hoàng Ti, xã Hưng Phú, huyện Phước Long và nhiều nông dân trong huyện đã xuống giống lúa đông xuân sớm dứt điểm, thì hiện nay cả cánh đồng vẫn chìm trong biển nước. Theo ông Ti, trước tình hình nước rút chậm như hiện nay mà bà con vẫn chần chừ trong việc tập trung bơm tát thì sẽ tăng khả năng gặp rủi ro ở cuối vụ do ảnh hưởng của thời tiết và xâm nhập mặn. Năm rồi thì đúng ra xả rồi, thời điểm này do năm nay đó là mực nước nó cao, lớp nào mưa rồi lớp nào nước nó dâng, năm nay đến thời điểm này mà chưa xả được nữa, do từ chỗ đó nó bức xúc đối với nhân dân. Bây giờ bờ cõi không còn nữa, nó do từ chỗ đó là nếu mà bơm phải bơm hết đồng loạt thì mới bơm mới xả được, còn có số người ta chịu bơm, có số người không chịu bơm thì do từ chỗ đó đến thời điểm này nó trì trệ đến thời điểm này. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp huyện Phước Long đã phối hợp với Trung tâm Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh để điều tiết nước ra tối đa để bà con xuống giống, đồng thời phối hợp với các xã thị trấn vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia cố bờ bao, tiến hành bơm tát tập trung, vừa giảm chi phí bơm tát vừa đẩy nhanh tiến độ xuống giống đạt theo kế hoạch. Năm nay thì cái tình hình xuống giống lúa đông xuân sớm có bị trễ so với cái lịch thời vụ, nguyên nhân là do cái nước đầu nguồn đổ về rất là cao. Thứ hai nữa là cái mưa lớn cục bộ diễn ra ở trên địa bàn cũng khá là lớn và dày đặc, từ đó dẫn đến cái mực nước là cao so với bình thường, nên là bà con là chưa có gia cố bờ bao kịp thời để chủ động nguồn nước và xuống giống theo đúng lịch thời vụ. Thì cái thời gian điều tiết nó cũng bị chậm là do là cái chiều cường ngoài biển thì cũng khá cao. Trong những ngày qua thì lượng nước có bắt đầu giảm, thì ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các ngành và ủy ban dân các xã thị trấn đang tuyên truyền vận động bà con là tăng cường cái gia cố bờ bao, thực hiện cái bơm tát tập trung để là làm sao là đẩy nhanh cái tiến độ xuống giống lúa đông xuân sớm mà đạt theo cái kế hoạch đề ra. Trước những diễn biến cực đoan của thời tiết, để đảm bảo một vụ mùa bội thu, ngoài sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp thì người nông dân nên chăng cần thay đổi cách làm từ sản xuất riêng lẻ sang canh tác tập trung hướng đến liên kết, hợp tác sản xuất, vừa giảm chi phí vừa đảm bảo kế hoạch mùa vụ, chủ động hạn chế thấp nhất những rủi ro cuối vụ do ảnh hưởng của thời tiết.